Đồ Điện kính chào quý vị. Hiện nay là buổi chiều ngày 16 tháng 1 năm 2010. Tôi lộn rồi. Hiện nay là buổi chiều ngày 17 tháng 1 năm 2017. Lúc này đã là 4 giờ 36 phút chiều. Và chúng tôi đang hoàn thiện chiếc sập cẩm lai một lá. Chiếc sập này với cái kích thước mặt là 1m6 x 2m. Chắc là quý vị thì thường là thấy là chúng tôi hay làm cỡ 1m8 x 2m2. Đấy là cái cỡ đại và cũng là cái cỡ phổ thông mà nhiều người ưa chuộng. Và gần đây nhất là chúng tôi mới chuyển một chiếc đi ở khu đô thị Việt Hưng cho chị Dung Euro, và một khách hàng nữa là một bác ở khu Dương Nội mới cách đây mấy hôm. Và hiện nay thì các cái loại 1m8 thì chúng tôi đang xếp một đống ở cái chỗ sát tường kia, là đang còn 3-4 cái. Nhưng mà hôm rồi là có một bác yêu cầu là dựng lên một chiếc 1m6 cho bác xem, bởi vì là nhà bác chật. Đợt trước thì chúng tôi cũng mới dựng một chiếc 1m6 và chuyển lên phố Bần Hưng Yên. Thế còn đây là chúng tôi đang quay, đây là theo yêu cầu của một khách hàng ở Đan Phượng. Nói Đan Phượng thì người ta hay nói đến cái tượng đài Đan Phượng ơi quê hương người gái đảo, là lời của một bài hát Hà Tây quê lụa. Thì chiếc này thì đã được làm tương đối xong, gần xong rồi. Thì tôi lia một chút đường nét để quý vị hình dung. Vậy nay chúng tôi đang còn mấy chiếc 1m8 thì cũng với cái sắc vân tương tự như thế này, chúng tôi là hoàn toàn đánh trần. Đỗ Đức Hiền thì tất cả các đồ của Đỗ Đức Hiền thì cái phần mộc thì đã rất là cẩn thận, trau chuốt và đến nước hoàn thiện, thì nó có những cái nét đặc thù riêng, đó là bí quyết nhà nghề. Cho nên là tại sao là đồ Đức Hiền nó có một cái gì đó nó khác so với cái chung của thị trường, thì cái khác với đó là cái bí quyết nhà nghề, là mấy chục năm nay là chúng tôi là được rất nhiều các quý khách xa gần, thậm chí là trong nước và ngoài nước. Tôi vẫn nhớ như những cái lời dạy của những đối tác nước ngoài, bởi vì họ là những người đã đi trước và họ dùng rất là khôn ngoan, họ luôn giữ được cái vẻ đẹp thiên nhiên của gỗ. Và những lời họ dạy như vậy là chúng tôi, cái đội ngũ thợ đã làm đã quá quen thuộc rồi. Hiện nay có những bác thợ đã ở cùng với đơn vị của tôi là lên đến mười mấy năm, họ đã rất là quen việc rồi. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B của chúng tôi. Và đứng bên khu B này thì nhìn sang khu A bên kia, với cái số điện thoại 0984 666 999, xin quý khách liên lạc với chúng tôi như vậy. Còn đây là chiếc ghế trong bộ ghế S3 của một khách hàng ở Hải Phòng, là chúng tôi bắt đầu đi vào sơn. Vậy này là những cái món hàng lớn ở chuyển đi xa là chúng tôi đã chuyển tương đối ổn rồi, nhất là các cái tỉnh phía Nam. Thì đấy là điều mà tôi thấy nhẹ người. Còn bây giờ thì nếu mà khách hàng nào yêu cầu những cái đồ lớn mà đi phía Nam là chúng tôi cũng không thể chuyển được nữa, mà phải là ra sau Tết. Tuy nhiên là những cái đồ nhỏ hoặc là với các bác mà từ Nghệ An, Hà Tĩnh trở lại đây mà mua cái gì, chúng tôi vẫn có thể chuyển ô tô thẳng từ đây vào tận nhà luôn, không vấn đề gì hết. Vậy xin kính báo đến toàn thể quý vị như vậy. Và sáng nay chúng tôi mới chuyển hai cái đôi lục bình đi Điện Biên, một đôi lục bình đi Điện Biên, một chiếc một bộ tranh và cuốn thư của bầu đi Tuyên Quang, và một lô hàng cho phòng mạch bác sĩ Tuấn ở An Giang. Thời tiết lúc này thì đang là rất là đẹp, đúng mức, không nóng không lạnh. Ở bên này thì những bác thợ xây vẫn đang tiếp tục hoàn thiện cái khu nhà C để ra riêng đưa vào sử dụng cho chúng tôi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.